Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay em xin chia sẻ đến với quý cô bác anh chị cách làm món mì kiểu mới rất là đơn giản, dễ làm nhưng mà rất là đậm đà và ngon. Đặc biệt là rất là tốt cho sức khỏe vì có rất là nhiều vitamin này và không có nhiều dầu mỡ. Rất là hợp với các anh chị ăn kiêng. Dù mình nấu chay hay là mặn mà làm theo cách này và cái nước sốt chỉ thêm một cái gia vị này thì làm cho cái món ăn của mình ngon rơn rất là nhiều. Ai ăn cũng phải ghiền hết. Để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời quý cô bác anh chị hãy cùng vào bếp làm với em nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị mì. Ở đây thì em chuẩn bị mì trứng. Còn nếu như mà ăn chay không ăn được mì trứng thì mình sẽ chuẩn bị mì ong Phật ạ. Ở đây em làm mì chay cho nên em chuẩn bị nấm nấm bào ngư hoặc là nấm đùi gà hoặc nấm linh chi. Còn về cái đậu hũ á, thì mình mua đậu hũ chiên hoặc là mình mua về mình chiên vàng lên hoặc là mình thay thế đậu hũ bằng chả lụa chay cũng được ạ. Và nếu như mà ai dùng mặn á, thì mình thay thế đậu hũ và nấm bằng thịt heo, tôm hoặc là thịt bò hoặc là chả. Về phần rau củ á, thì mình cũng chọn rau củ tùy theo ý muốn như là đậu ve này hoặc là cà rốt. Và ớt chuông là nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng cho nên là ăn rất là tốt cho sức khỏe ạ. Và rau thì mình chuẩn bị ở đây là rau cải nhúng hoặc là rau cải thảo hoặc là rau cải ngọt đều được ạ. Và em chia sẻ cái cách làm món mì này sao cho ngon thôi chứ em không phải là chia sẻ món chay riêng biệt cho nên là quý cô bác anh chị đừng có nói là tại sao chia sẻ món chay mà nói lẫn lộn món mặn vào ạ. Chuẩn bị thêm 2 tép tỏi hoặc là 2 tép kiểu nếu như ai kiêng tỏi và nửa trái chanh. Ớt chuông thì mình thái sợi vừa ăn. Thực ra ớt chuông nó không có cay, nó rất là ngọt và giòn ngon, bé cũng ăn được. Cà rốt thì mình sẽ thái sợi vừa để mình luộc cho nhanh chín. Tiếp theo thì mình sẽ nấu nước sôi và cho mì vào luộc cho nó chín, vớt ra để ráo. Mình nấu một nồi nước sôi khác, sau đó thì mình sẽ cho cà rốt, nấm vào mình luộc trong vòng 15 phút. Nếu như mà mình có chuẩn bị đầu ve thì mình cho đầu ve vào luộc lúc này luôn. Sau đó thì mình sẽ cho rau nhúng vào luộc thêm 2 phút nữa tại vì rau nhúng nó cũng rất là nhanh. Sau đó vớt ra để ráo và cái nước thì mình để lại để dùng làm canh. Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, sau đó thì cho kiệu hoặc tỏi vào mình phi cho nó thơm. Tiếp theo thì mình sẽ làm nước sốt để ăn cùng. Mình cho 5 muỗng canh nước tương. Nếu mình chuẩn bị nguyên liệu nhiều thì mình sẽ làm nước tương nhiều, mà chuẩn bị nguyên liệu ít thì mình làm nước tương ít. Cho vào 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh dầu phi và 3 muỗng canh dầu mè. Đặc biệt cái sốt này phải có dầu mè, khi đó thì sẽ làm cho món ăn của mình nó thơm hơn, nó ngon hơn rất là nhiều. Nếu như mà không có dầu mè thì nó sẽ không có đậm đà và không có ngon lắm đâu ạ. Và dầu mè thì mình cho trực tiếp vào trong nước sốt luôn, không cần phải khử ạ. Mình cho một ít ớt băm nhuyễn vào, nếu ăn cay thì cho nhiều, ít ăn cay thì cho ít. Và 1 muỗng canh nước cốt chanh. Để món mì này được ngon á, thì tất cả rau củ hay là nấm hay là thịt đều phải luộc hết, không có xào tại vì xào là nó không có ngon. Thứ hai nữa là cái món sốt phải có dầu mè. Và như vậy là em đã chia sẻ xong cách làm mì kiểu mới rồi, rất là đơn giản dễ làm đúng không ạ? Nếu như mà quý cô bác chị thấy chia sẻ của em hay thì nhớ đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.